Chào mẹ. Chào các bạn nha. Bữa nay mình tính bắt bồ câu với các bạn để mình làm thí nghiệm á. Mình đem đi xa xa mình thả thử coi nó biết đường bay về không á các bạn. Giờ mấy con kia bắt hơi khó, mấy con trống kia bắt hơi khó, giờ mình bắt đỡ con máy này nó đang ấp nè. Ừ, mà hình như bồ câu trống máy gì đó cũng ấp chứ mà mình không biết con này trống hay máy nữa. Giờ mình bắt nó rồi mình sẽ làm dấu nha các bạn. Mình cột, mình lấy nước sơn mình sơn. Rồi nó ỉa kìa. Sợ nó ỉa. Mình lấy nước sơn mình sơn vô mình làm dấu nha, xong rồi mình cột cái mình kiếm con dây gì mình cột cái giò của nó luôn nha. Rồi mình đem mình thả thử. Đầu tiên thì mình thả gần gần thôi, rồi từ từ cái mình bắt mình thả xa hơn đó các bạn, coi coi cái cự ly nó khoảng bao nhiêu km là nó có biết đường nó về, còn bao nhiêu là nó bay luôn nha. Thả xong bay luôn lỗ con câu luôn nha các bạn. Rồi để mình đem vô mình làm dấu. Đây. Giờ mình làm dấu nó nha các bạn, mình lấy chai nước sơn sạch này mình sơn cái đuôi của nó nha. Sơn rồi mình cột dây luôn nha cho nó chắc ăn luôn. Đuôi bây giờ hiện tại nó màu đen là mình xịt vô nha. Mình cột dây rút mình làm dấu nha các bạn. Một bên dây rút, bên dây giải luôn. Đây có cọng dây giải màu vàng nè mình cột. Hai cộng không biết nó bay nổi không. Rồi xong nha các bạn, giờ mình đã cột làm dấu rồi nha. Bây giờ mình kiếm cái hộp hay cái thùng gì mình đựng lại rồi mình đem đi, đầu tiên mình đem đi khoảng nửa cây số mình thả thử nha. Đó cái đuôi nó màu sáng như lắm nè, hay trên dưới gì cũng thấy chưa. Để bắt bỏ vô thùng nha các bạn, đây cho nó ở đợi trong thùng nha, rồi mình đem đi thả nữa nha. Rồi let's go. Rồi giờ mình sẽ chở nó đi nha các bạn. Mình chạy đi tầm khoảng nửa cây số rồi mình thả nó thử nha. Rồi giờ mình bỏ nó lên xe Honda mình chạy nha. Đoạn đường này là đường tỉnh lộ 944 nha các bạn. Rồi tới cầu này mình thả nó thử nha. Xong cầu rồi chùm quá nha, nó bên đó xong rồi các bạn. Cái bay đâu mất tiêu rồi. Giờ này chắc nó đang đứng trên mấy cái đọt cây đó các bạn. Để coi chưa coi nó có bay về không nha. Giờ này tầm khoảng 9 giờ sáng á. Mình ngưng clip tại đây nha các bạn. Xong rồi sao giờ nó về nè. Để mình bắt xuống cho các bạn xem cái chân của nó nha.
đây các bạn ơi, nó nè. Đó. Đó các bạn thấy hai chân của nó không? Nãy mình làm dấu nè. Vậy là tầm khoảng nãy mình thả là trong cái khoảng cách tầm khoảng gần một cây số đó các bạn. Giờ mình để mình giờ để mình đi tiếp tục mình chạy nữa nha, mình chạy khoảng 2 3 cây số nha, rồi mình thả nó lại nha các bạn. Nè cái đuôi của nó nè ha. Đó ngay chặn cái tổ nãy luôn đó các bạn thấy ha. Ở nãy mình bắt ngay chặn cái tổ này luôn nè. Rồi. Một bên cột dây với một bên dây rút nè. Rồi giờ mình sẽ kiếm cái thùng mình để thả thêm lần nữa nha. Giờ mình bỏ nó vô thùng nha các bạn. Cái thùng hồi nãy nó ỉa cứ không làm mình bỏ nha, giờ lấy thùng bia mình bỏ nó vô nha. Rồi giờ mình tiếp tục mình chạy nha các bạn, nhưng mà lần này là mình chạy theo hướng khác nha. Hồi nãy mình chạy giống như là quẹo phải, rồi giờ mình quẹo trái nha. Từ nhà mình giờ quẹo trái nha các bạn, chạy ra ngoài hướng phà An Hòa nha. Mình chạy hướng khác thử coi nó biết đường không nha các bạn. Rồi giờ nó về nhà được rồi nha các bạn. Nó về kìa các bạn ơi. Đó, nó đang đứng có cọng dây màu vàng đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái chân nó có cọng dây màu vàng đó, nó về rồi đó nha.